Người làm ác Trong đời hiện tại Hoặc sanh bệnh nặng Hoặc bị tai họa Cầu sanh không được Cầu chết không xong Ưu ừ khổ dạng phần Không thể ra khỏi Nên gọi là Sống chết không được Bên dưới nói Thể hiện cho chúng sanh thấy Hiện rõ quả ác này Phổ biến khiến cho tất cả chúng sanh Đều thấy được Khiến họ biết nhân quả không sai Mà sanh lòng cảnh giác sợ hãi Những điều này trong xã hội hiện tại khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Thấy rồi như thế nào Thấy nhưng chúng ta bị trơ như gỗ đá Thấy nhưng như không có chuyện gì Đó là việc của người ta không liên quan đến tôi Không có cảm xúc Nếu là Bồ Tát Tính cảnh giác của Bồ Tát rất cao Nhìn thấy quả Liền nhớ đến nhân Nhìn thấy nhân liền nghĩ đến quả Thấy quý vị hiện nay tạo tội Đây là nhân Sẽ biết được quả báo trong tương lai Nhìn thấy những gì quý vị hiện tại đang lãnh chịu Liền biết được nhân quý vị gây ra trong quá khứ Đây là người hiểu rõ là người giác ngộ Cho nên người thấu hiểu ở trên thế gian này Sáu căn tiếp xúc với sáu trần đều tăng trưởng trí tuệ Người mê hoặc Lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần sanh phiền não Sanh tham sân si mạng nghi Sanh oán hận não nộ phiền làm những việc sát đạo dâm vọng đây là người mê hoặc người giác ngộ không như vậy người giác ngộ lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần đều tăng trưởng trí tuệ lúc nào cũng phải cảnh giác bản thân Tội tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác Đoàn chánh tâm niệm Đây gọi là tu hạnh Bồ Tát Gọi là phát tâm Bồ Đề